Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu một sản phẩm mới, đó là bộ nồi Chicotta dành cho Piaggio, Vespa, các dòng xe Liberty, Sprint, Primavera 125, 150, đời iGet. Thì trước đây khi mà mình nhập về hồi lâu rồi á, thì lúc đó hãng Chicotta họ chia riêng, 125 riêng, 150 riêng, bây giờ họ gộp chung vô với nhau, mình cũng không hiểu lý do tại sao. Đây là cái tờ giấy hướng dẫn lắp ráp. Bây giờ làm cái in màu rất là đẹp rồi và rõ ràng nữa. Bạn nào theo dõi clip trước mình giới thiệu bộ nồi Chicotta thì thấy là lúc đó vẫn còn để cái tờ giấy màu trắng đen cho chú thích, hình ảnh không có rõ ràng gì hết. Còn đây là cái bộ bi Seco mà hãng tặng thêm. Thì một số dòng xe thì hãng sẽ có tặng thêm bi, còn một số thì không, chứ không phải là bộ nào hãng cũng tặng. Có 12 viên, mỗi viên 12 gram cho cái set này ha. Rồi đây là cái ắc. Cái ắc này thì mình đã từng nói trước đây rồi, mình rất là thích cái chất liệu cái ắc này. Dạo gần đây anh em chơi ắc piston á, DLC á, thì cái ắc này là ắc nồi nhưng mà cũng làm DLC luôn. Rất là cứng cáp, rất là bóng bẩy. Rồi bây giờ mình sẽ đập tiếp tới cái nồi. Đây là cái tem, mỗi hộp cho một cái tem Chicotta. Bộ nồi này cái cơ chế nó hoạt động nó khác so với lại cái bộ nồi thông thường mà mình sử dụng bên ngoài. Đây là cái chén bi nè, đựng như nhìn như cái mâm đựng bi luôn á, đựng từng viên bi trong từng cái rãnh. Và khi nó hoạt động dưới cái lực ly tâm, nó sẽ đẩy cái bi ra, bi sẽ xoay tròn trên cái trục bi như thế này. Và đó là lý do tại sao mà cái đầu bi nó nhanh hao. Thì hãng họ có đưa thêm cái bộ bi Seco rồi để mình thay thế trong trường hợp bị hao. Rồi thì ngoài ra cái bề mặt này của cái trục bi rất là bền luôn. Mình có thể thay cái chỗ này nha các bạn. Mình có thể thay cái cục spacer đó. Cái cục đó khi mà trượt tới trượt luôn hoặc nó nóng hay nữa thì nó bị mòn chẳng hạn, mình có thể thay. Còn lại thì tất cả mọi thứ trên cái bộ nồi này, cái chụp bi, cái chán bi rất là bền luôn. Đây là cái lỗ để thoát bụi nè, cái bụi nó lọt, nó tuột ra ngoài, nó không có giữ cái bụi ở trong, nó gây ảnh hưởng đến cái ma sát. Rồi thì đây là mình đã giới thiệu sơ về bộ nồi rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.